Bốc đầu luôn. Nếu mà chị đứng đây chị cọc đầu luôn. Này, Cam ơi, hôm nay chưa đến lịch nhưng mà lỡ chị xin mẹ em thì được đến nhà em nhỉ? Chị cứ xin thủ đi, lỡ được thì sao? Nếu mà được thì em cũng rất lắm. Chắc chắn hôm nay mẹ em sẽ nấu thịt kho tàu. Thế á? Vâng. Ngon đấy. Sao thế ạ? Hôm nay cuối tuần tôi đưa bé Can đi chơi. Nếu như mà anh bận thì cứ để Lan Nhi ở đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày mà tôi dành cho Lan Nhi. Đúng như yêu cầu mà cô dành cho tôi. Nên tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại đây. Dạ vâng. Em chào anh chị ạ. Hôm nay bên em có chương trình chụp ảnh free. Gia đình mình có muốn chụp không ạ? Xin lỗi, chúng tôi không phải là một gia đình. Được đó cô giáo. Lan Nhi nó thích chụp hình lắm. Cam, Lan Nhi, hai đứa có muốn chụp hình không? Có. Yeah, yeah. Để chụp hình. Chị thích chụp hình cực. Hai chị em cười tươi lên. Mẹ, mẹ vào đây chụp với con một kiểu đi, một kiểu thôi mà mẹ. Đúng rồi đấy cô, cứ vào chụp đi mà cô. Cô không thích chụp hình. Áo và cháu có chụp đi. Hai đứa chụp hình nha. Vâng ạ. Vâng ạ. Nào, đứng gọn gọn sang bên này nào. Cô ngại hả? Một chút. Tôi không thích mọi sự hiểu lầm. Cho dù không chụp hình, người ta cũng nghĩ chúng ta là một gia đình. Chúng ta không phải. Và quan trọng là chúng ta biết điều đấy. Cô vào chụp đi mà cô. Mẹ vào chụp đi. Cô đi mà chụp đi mà cô. Đi mà. Mẹ đi. Cô đứng đây đi. Bố, nhanh nhé. Gia đình mình đứng dịch sang bên này giúp em một chút ạ. Nào, cả nhà mình cười tươi lên nào. Nào, bây giờ cả nhà mình đầy đủ rồi. Cả nhà mình 1, 2, 3.